quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Tiến Đạt khoe cận cảnh gương mặt đáng yêu như thiên thần của Quý Tử. Chẳng còn ấp mở, cả hai vợ chồng đã chính thức đăng ảnh lộ diện rõ gương mặt của nhóc tỳ lên mạng xã hội. Nhiều người sẽ bất ngờ trước diện mạo cực đáng yêu của con trai Tiến Đạt. Hầu như mọi đường nét trộm ví đều hoàn hảo. Cậu Quý Tử đầu lòng nhà Tiến Đạt được lộ diện. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nam rapper đã chia sẻ khoảnh khắc đời thường của hai cha con. Đã có vài lần anh khoe hình ảnh với cậu Quý Tử, nhưng đây là lần đầu tiên Tiến Đạt cho con trai cưng được lộ diện rõ gương mặt với mọi người. Gương mặt cậu bé ngơ ngác khi ba chụp ảnh tự sướng hai cha con. Không chỉ có Tiến Đạt mà bà xã anh cũng chính thức khoe con đầu lòng. Gương mặt của bé làm cho mọi người khi nhìn vào đã phải trầm trồ, bởi lẽ nhóc tỳ có vầng trán cao, mắt hai mí lại tròn xoe, sống mũi cao cũng thấy rõ. Vợ anh chia sẻ, xin chào, con là Phin, không phải Phin cà phê đâu nha cô chú ơi. Mẹ nói là con nuôi rất tốn kém nên hôm nay con ngồi lên đây cảm ơn bố tạo điều kiện cho con mặc đồ xịn nhất Việt Nam. Nhóc tỳ khấu khỉnh được mẹ công khai rõ gương mặt lên mạng xã hội. Nhìn các đường nét này cứ tưởng như cậu bé là con người lai. Phương Thanh dành lời khen nức nở cho con trai của Tiến Đạt. Khi thấy cháu cưng đã được lộ diện thì nữ ca sĩ đã không ngừng phấn khích. Cô viết trên trang cá nhân, cháu của bác, mắt sáng trưng, chưa sinh ra bác đã linh cảm thấy mặt con rồi. Bữa qua nhà dòm thấy ra y chang luôn, phúc tướng ngon lành. Đợi đi Ấn Độ chung là nghi lắm rồi, ba mẹ có tu mới được quả ngọt này. Rất nhiều lời khen của mọi người dành cho con trai Tiến Đạt bởi từng đường nét đáng yêu điển trai lộ rõ khi chỉ hơn 2 tháng tuổi. Vợ chồng Tiến Đạt chính thức về chung mái nhà vào đầu năm 2019. Rất nhiều tin đồn cho rằng vợ kém 10 tuổi mang bầu trước đám cưới, nhưng người trong cuộc cũng lên tiếng phản bác. Cô có tin vui trong sự hạnh phúc của Tiến Đạt và gia đình. Dù không phải là người hay thể hiện tình cảm, nhưng nam rapper đã cố gắng chăm sóc bà xã một cách tốt nhất, chuẩn bị đồ đạc đầy cả phòng cho con trai trước khi chào đời. Những lúc tôi mệt, anh ấy thường hướng dẫn cách thở, ngồi thiền và tập thể dục nhẹ để giảm sự mệt mỏi. Anh Đạt cũng chịu khó tìm hiểu các thông tin về dinh dưỡng để tìm các món ăn tốt cho vợ, cô chia sẻ.